Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt cái sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này các bạn này, nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của mơ sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn bấm rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhá. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé, nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì rất lâu rồi các bạn chưa được xem Nakroth của Cường Lao, thì hôm nay thì mình sẽ dành tặng các bạn chắc chắn không phải những là một siêu phẩm nữa mà cực phẩm các bạn nhé. Cực phẩm Nakroth sẽ đối đầu với Zuka đi đường bên kia chắc chắn rồi. Clip này Lao sẽ gửi tưởng cho tất cả các bạn là mua mà Cường Lao thương hay gánh tím. Các bạn đã bao giờ xem những clip mà Cường Lao gánh team 3 đến 4 người đồng đội chưa? Thì clip này thì Cường Lao sẽ mùa cho anh em xem một trận đấu cướp rừng Zuka như thế nào. Đơn giản thôi. Nếu mình là thằng Zuka thì thường mình sẽ ăn búa xanh các bạn nhé. Đây là phản đoán của mình. Không phải những cái thời xưa mà nó sẽ ăn búa đỏ trước ở đâu. Bởi vì do thằng Zuka nó sẽ đi cam đường rồng, cho nên mình sẽ ăn búa xanh và cướp búa đỏ luôn. Đúng không? Có không nào? Đâu rồi? Đâu rồi? Ok. Bồ đỏ có các bạn nha. Thằng Malok vừa check size xong. Và đây, chắc chắn thằng Zuka chưa biết mình cướp đâu. Bởi vì là các bạn thừa biết được rằng mùa ở phiên bản beta này bắt buộc thằng rừng phải đi gánh đường rồng ở giai đoạn đầu game. Thì tận dụng cái điều đấy, cho nên mình nghĩ nó sẽ ăn. Đây cái pha này Malok tao giết mình luôn. Ngon lắm, chưa bột nữa một mạng rồi. Thằng team địch của trường cũng đâu, nhưng không sao, mình đã gửi lại một mảng ăn được má lốc. Thì các bạn biết rồi đấy, Nakroth của Cường Lao vừa cướp rừng mà vừa có mảng. Thì anh em xong, cái trận đấu này là xong các bạn nhá. Trận đấu này thì vì team địch có những vị tướng sốc sát thương, thì Bildo và bằng Ngọc mình là để ở phía trên thôi. Nhưng mình sẽ nói thêm về cái Leviathan. Leviathan nó sẽ rất tốt với Nakroth khi đối đầu với những vị tướng sốc sát thương tốt. Đấy, cho nên là trận đấu này mình sẽ lên Leviathan. Đấy, thằng Zuka của nó thì không ăn được bộ đỏ của mình đâu. Đấy, tao thích tao chơi mình luôn. Đấy, ôi, nó vẫn lên level 4. Giết được. Đấy là ngon, ngon lành. Ôi dồi, cái phá để cho mình ăn cái phá này rất là ngon đâu. Sống ở đây, team nó là sống với mình rồi đấy. Hãy qua bắt mán ơi, bắt mán thủ rừng cho mình rất là tốt. Một đồng đội rất là đáng khen. Tiếng trúng, tiếng gì đây? Cái tiếng ký từ đặc biệt mình không biết là ai cả. Rồi, không có vấn đề gì hết. Đấy, khi trong một trận đấu mà các bạn kiểm soát được thằng rừng tiến địch thì hầu như giai đoạn đầu các bạn thích ăn cái gì cũng được. Mình biết thằng Zuka sẽ rất là thọt, nó vừa lên level 4 vừa chết và vừa ra, thì mình nghĩ nó sẽ di chuyển ở đường trên. Di chuyển ở đường trên thì đây mình sẽ qua ăn cái con búa xanh đây Rio Má này, thậm chí mình sẽ chơi nó luôn. Ôi dồi ôi, à đây đây nó chết rồi. Lướt chạy đi đâu em? Ôi dồi, cái pha này chưa bá mù mắt thật anh em ơi. Trời ơi. Cái pha tưởng 100% chết thì ai ngờ là thôi được rồi, để ai đi ăn mảng được. Đấy, team mình khá ok các bạn nhé. Team mình quả này là ngon đấy, team ngon đấy. Khả năng game này chả, theo mình nghĩ nó sẽ in game tầm khoảng 8-9 phút rồi. Thôi không sao, trận đấu này mình sẽ, ôi thằng Zuka cướp rừng mình rồi anh em ơi. Hay, đấy, rank cao nó phải như vậy chứ các bạn. Ôi giời, làm gì mà thằng Zuka, ôi giời, thằng cái thằng gì đấy, đỉnh khén thằng rừng nó. Ôi cha là trời ạ, đấy không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ một đông đổi các bạn ạ. Thằng Lily Anna là nó sồn luôn. Đây, phát này chơi Zuka, thọt, hai mạng các bạn nhá. Zuka nằm xuống hai mạng. Và đây là cái thế trận chơi tốt nhất của thằng Nakroth các bạn nhá. Đánh dài hơi các bạn nhá. Rồi, thằng nào đánh như nào? Đấy, đánh nhau tiếp. Đây, Malok các bạn nhá, nhảy vào Malok tiếp, giết Malok trước. Kali để từ từ, Malok một mạng rồi, Kali.
thằng Violet đâu rồi? Violet đang đánh nhau với xạ thủ của mình. Thôi, được rồi, sổ với thằng Kali này đi. 4-0 4-0-2 ở cái phút thứ 3 này thì mình hỏi các bạn, ai đỡ được Cương Lao đấy các bạn? Mình khẳng định trận đấu này không có một cái vật thể nào thì cản được Cương Lao nữa các bạn nhé. Đây, thích là xích, thích là băng trù các bạn nhé. Trận đấu này các bạn hãy nhìn đi, mình không gánh đường rồng nhiều luôn mà mình tập trung đánh ở giữa map các bạn nhé. Mình kiểm soát giữa map và đặc biệt nói thẳng đó là mình kiểm soát cái thằng rừng của nó. Giống như mua 2 ấy, ngoài cái việc cướp rừng ra thì mình sẽ kiểm soát thằng rừng và đập thằng rừng thọt đấy. Và mình sẽ hiểu được mỗi lần thằng rừng chết thì nó xảy ra đâu. Đây rồi, thằng bắt mán hay choáng nó. Ôi không, không đủ đám rồi. Ôi thằng sóng mình máy quá, mày cũng bị choáng pha để anh em ơi. Ôi thật nguy hiểm. Thôi, cái pha này khả năng phán được đấy. Ăn tìm mọi tao phán tao bình tĩnh đấy. Pha này thì mình gió một cái pha gánh phéo cho nên mình phải chấp nhận để cho thằng Zuka ăn là con bùa rồi. Không sao, chắc chắn thằng Zuka ở mảng con bùa xanh của nó ấy, chưa làm được gì nhiều đâu. Team mình đang còn chùm 5-7 rồi, nó ra được mid rồi. Đấy, quan trọng nhất đó là kiểm soát thằng rừng các bạn nhá. Kiểm soát thằng rừng là kiểm soát được một cái thế trận ở giai đoạn game rất là tốt. Rồi, pha này ôi đẹp các bạn này, lao vào đi, lao vào đi. Rồi, thằng Violet, ôi thằng Má Lộc đánh hay quá anh em ơi. Không có vấn đề gì hết, thằng Má Lộc của nó là một cái thằng phế đấy nhá. Đây. À quên, thằng Zuka chứ. Đấy, quất. Này, từ các bạn này. Hồi chiếu là vào cướp bùa đỏ rồi nhá. Mình còn trừng phạt này, nhảy trừng phạt một cơ bản. Ôi giời, nó chết luôn, một chém có mạng. Từ các bạn xem này, cái phát thế trận quá đẹp của nó luôn. Thằng Violet là chết thôi, sống sao được các bạn nhá. Đây là một trong những cái thế trận nó đánh ná có đốt nó sướng nhất các bạn ạ. Khí thằng rừng nó thọt, khí đồng đội của nó kiểu cảm giác như là thằng xạ thủ của nó kiểu đánh hơi chủ quan ấy các bạn ạ. Giết thằng rừng xong thì bay vào xạ thủ hoặc pháp sư thôi. Thằng CP không nên đánh nhá. Cho nên một cái phá vừa rồi ấy thì nói lên một cái điều là khi tất cả các bạn combat thì cái mục tiêu chúng ta sẽ dồn những mục tiêu quan trọng nhất của team địch, bỏ thằng Má Lốc đi, trừ khi chúng ta còn nó một mình thì chúng ta phải đánh Má Lốc các bạn nhé. Đây là một trận đấu nó cực kỳ hay luôn, nhưng mà các bạn chưa nhá, trận đấu này là cảm giác nghi đấy. Đấy, này dư lao đi gánh và cố gắng ăn mảng này. Đấy, 7-0-3 nhá. Team mình có 10 mảng thì mình có 10 mảng luôn anh em nhé. Nhưng team địch kìa, các bạn nhìn kìa, team địch có 5 mảng đấy. Để mà xét cho cùng thì đây là một cái thế trận ngang cơ, ngang về vàng. Mặc dù mình là một người mạnh nhất bản đồ, nhưng để mà bù lại 5 năm thì chắc chắn là hai team là con ngang vàng các bạn nhé. Cho nên chưa có cái lợi thế gì đâu, chưa chắc trận này đã ngon đâu các bạn nhé. Rồi, mình luôn luôn là khi mà mình một người rừng xanh thì mình luôn luôn kiểm soát khu vực sống từ đường rồng cho đến cá xá các bạn nhá. Và thậm chí là kiểm soát cả những khu rừng của team địch luôn. Đây là thế trận rừng của mình hơn rừng team nó, nhưng các đường còn lại của team địch nó lại hơn team mình. Rồi, phá này mình sẽ giết được Kali các bạn nhá. Chỉ làm thọt được nó một chút thôi, chứ mình không thể nào làm yếu hẳn được tất cả các vị tướng đường đâu. Cho nên rằng trận đấu này là một trận đấu không phải là dễ các bạn nhá. Và thường các bạn gặp trận đấu này rất dễ thua. Bởi vì sao? Nhiều bạn rất là thắc mắc là anh Cương Lao ơi, em muốn cái rót sánh như trận đấu của anh Cương Lao làm luôn nhưng vẫn thua. Thua là đúng rồi, một mình các bạn sánh, đồng đội các bạn thọt hết. Đấy, chứ nhiều người sẽ có một cái ý kiến là do anh ghét mạng. Đấy, không hề ghét mạng nhé. Đấy các bạn xem này, mình luôn luôn đi gánh hoặc là phản gánh hoặc bắt lẻ thì mới có mạng nhé. Đấy, những cái mạng của Cương Lao ăn là đều từ mình làm. Đấy, từ mình kiểm ra, chứ không hề ghét mạng. Nếu mà ghét mạng thì là một chuyện khác. Đấy, cho nên các bạn không thể được nói cái vấn đề đấy. Cho nên cái việc đồng đội của các bạn thọt mà đồng đội team địch sánh thì đây là một cái trận đấu nhiều khi các bạn rất là dễ thua nếu không biết cách đánh. Đấy, khi gặp cái thế trận này thì mình sẽ tận dụng tối ưu cái sức mạnh của mình sẽ đầy trù hoặc là bắt lẻ hoặc là làm thế nào để cho đồng đội mình sạch nhất có thể làm cho đồng đội mình không bị thọt. Hiện tại đồng đội mình thọt đấy các bạn nhìn này, 9-0-3 mà team địch ăn 10 mảng rồi. Đấy, bắt mán vừa hồi sinh lại vừa chết tiếp. Đấy, đường dưới của mình thì thua đường. Đấy, anh em thấy chưa? Cho nên một trận đấu khó không phải dễ đâu. Cho nên các bạn này khi gặp trận đấu này thì sẽ làm như nào? Đấy chính là tận dụng tối đa. Đấy, những cái đường đầy quái. Đấy, và bắt lẹ. Đấy, chẳng hạn cái phá này này. Thằng nào? Violet thấy là Kali đâu? Ôi, không thể anh em ạ. Thằng Má Lốc nó trách sai cho tôi đâm đồi nó hết. Rồi, mình sẽ tạm thời ăn gói mua sánh này cái nào. Đấy, rất là khó. Đấy, cho nên một minh sánh các bạn nhé. Bắt buộc trận đấu này các bạn sẽ phải quay lại cái thời kỳ mua hái, là cái thời kỳ một mình các bạn gánh. Rồi các bạn hãy xem mình combat phát này này.
Đây, không lao vào, khi nào gần chết mình sẽ bay vào két với con cá xa nhá. Đây, bay vào. Rồi trật rồi, trời thằng mà lốc rồi xong băng xương. Ôi giời ơi, bay vào Violet này. Ôi giời ơi, bay chật thôi. Chim cút bình tĩnh từ từ. Cái pha này thôi, không được rồi. Thua cái pha này. Xong rồi đấy. Thế là xong rồi đấy. Đấy một nói chung một cái pha mình vào lồ một phát coi như là xong luôn. Còn một cái thế trận. Đấy, ôi giời ơi, Violet nó bắn cá lý nó bắn thế này thì làm sao? Chắc chắn rồi. Team này để mà đẩy nha nó thì là một cái điều không thể. Không thể các bạn nhé. Không thể đẩy được. Đấy, đây là một bài toán khó. Thì gặp trận đấu này sẽ làm như thế nào ạ? Mình sẽ có hai cách. Trước tiên là một cách đi. Cách thứ nhất, khi các bạn xanh thì bắt buộc các bạn phải làm được cái điều kiện. Đây cái pha này. Mình bắt lẻ Kali phát. Đấy, điều kiện là bắt lẻ team địch. Không cho team địch tập trung 5 năm để công nhà mình. Làm thế nào để mà không cho team địch công nhà mình? Thì thứ nhất các bạn sẽ đẩy cho mình hai cái đường dưới cao, đường dưới hoặc đường trên cao. Khi đẩy xong thì các bạn sẽ lao vào đi bắt lẻ. Ôi giời ơi, cái pha này xong đấy. Ôi ơi, vừa nói xong. Ôi cái bọn này. Ôi, bọn này nó đắp nó bắt lao này rồi xong. Cái pha này thì welcome to late game. Đây là một clip nó sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm mà nếu các bạn nào có từ đầu đến bây giờ ấy thì khẳng định kịch hay sẽ còn ở phía sau. Và các bạn hãy xem cách Cương Lao xử lý như thế nào tất cả các bạn nhé. Rồi, hiện tại là phút thứ 11 trong game thôi và team mình đang thua mảng và chắc chắn luôn team mình đang thua nó. Đấy, ngoài trừ Cương Lao ra thì team mình đang thua nó. Đấy, nhìn nhận vấn đề cho nó. Cho nên mình đang áp dụng cái chính sách đó chính là bắt lẻ các bạn nhá. Kali này, mình sẽ bắt lẻ Kali và chiếm cút cái thằng này. Bây giờ Violet rất mạnh rồi. Đấy, ủa dồi ôi, các bạn thấy chưa? Thôi, chiếm cút. Đấy, nào. Bắt Kali thì nó bắt mang mình chứ. À, ok, giết được Violet. 1-2, ok. Như thế này để được tâm diễn các bạn không có được cái gì hết. Chỉ kéo dài được trận đấu cho thằng Ivy phám, cho thằng xà thủ phám, cho thằng Liliana phám các bạn ạ. Mục đích trong trận đấu này các bạn muốn thắng thì phải chơi đồng đội xanh, chơi đồng đội có đô thì các bạn mới hy vọng được trận thắng. Các bạn đừng bao giờ hy vọng rằng là mình sẽ Nagrod bây giờ mình sạch thôi, mình sẽ đi bắt lẻ cân 2 cân 3 và sẽ win gánh giống như mua 2. Không có, đó chỉ là mơ thôi các bạn nhá. Tầm phút 12-23 này đi, các bạn bay vào hai thằng kia nó bắn các bạn bốc hơi luôn. Cho dù các bạn có Relay Viathan, cho dù có Relay Viathan bốc hơi ngay lập tức các bạn nhá. Cho nên khi các bạn sạch nhà này thì cái việc các bạn chỉ bắt lẻ thôi. Các bạn xem cách này, Lao chỉ bắt lẻ 1-1, cắn lắm như hai đứa. Đây, nhảy vào điêu má thằng nó chết rồi đấy. Đây 2-1 rồi, tập trung chưa ba, chết. Đấy, chỉ bắt lẻ như này là cùng thôi. Đấy, chứ đẩy nha thì gọi là no hope. Tí nữa sẽ có một cách để hướng dẫn cho tất cả các bạn win về late game khi tí mình có đô. Nhưng đó là cái bài toán tí nữa. Mình khẳng định trận đấu này sẽ kéo dài lắm. Bởi vì team này có Kali, thủ nhà thì gọi là khó lắm. Mà thằng Kali nói mình dòm nó biết chơi nè. Như, ồ, cái gì để ai đi? Ôi dồi, ai đi mà gặp mình ôn tí nữa thì còn gì để nói đây anh em. À cái pha ẩn nhầm các bạn nhá. Cái pha này ẩn nhầm đâu ha. Nhầm sao đi không được, cứ tưởng mình đâu ha. Đấy các bạn ạ. Ai đi đồng đội mà gặp đồng đội mà ôn tí vào trong người đồng đội thì chơi cái gì nữa. Trời ơi, bị sói map rồi sóng. Cái pha ôi lên về không đánh được. Đẩy quái đi, đẩy quái. Đấy. Các bạn nhé, khi không đánh được phải đẩy quái luôn. Khi đẩy quái xong thì cho phép các bạn quay lại giao tranh. Cái pha này cảm giác đây, thằng Violet ở đây. Zuka không được, Zuka mạnh lắm. Rồi đấy, bổ bá của nó đấy, không lá vào là chết. Từ từ, mình phải ôm thằng lẻ tốt lắm. Bắt man đây, bắt được con cái hero. Đấy, thế trận 1-1 tiếp. Và chúng ta lại tiếp tục kéo dài game. Và pha này sẽ ăn cái trụ đường dưới nè. Đấy, ăn đi bắt man. Trận này làm rất tốt các bạn nhé. Nó là một người, từ thằng nào. Violet này, Violet đây, đấy rồi. Bắt được Violet lại kéo thêm vài phút nữa, ngon lành đấy. Farm đi, tập trung vào farm đi anh em ơi. Thằng Violet nó chết rồi, nó không đẹp đâu. Đấy, tập trung vào farm đi. Đấy, các bạn cứ tập trung. Trổ cái thằng Zuka chơi kìa, anh em kìa. Rồi, mình vừa đứng trong bùi vừa lướt ra bắt thì ăn ngay chưa ba máy mà xịt. Không là chết cái pha này anh em ạ. Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm luôn. Đấy, anh em nha, tất cả những cái mảng bây giờ ấy là chỉ kéo dài game thôi chứ không quý được đâu. Cho nên hãy tận dụng mà đi farm đi đô đi. Ôi dồi, thằng Zuka nhảy xịt phát hai các bạn nhá. Dính một phát là hơi bị mệt đấy. Đấy, mình đang trêu nó các bạn. Thôi, cái pha này chim cút đã anh em ơi. Sợ quá. Cái game này dễ thua các bạn ạ. Các bạn hãy nhìn cái KDA của Lao kìa. 13-6 kìa, 13-16 và hai team 20-20. Thì các bạn hãy nhìn biết giai đoạn này team nào mạnh hơn đấy. Team địch nó mạnh hơn nhiều. Tiến địch mạnh hơn nhiều luôn. Hiện tại là gió Lao áo vàng của thôi. Đấy.
Hiện tại Lào, vàng của Lào thì hơi bị áo vàng thôi, nhưng mà team địch mình cũng có đồ. Đấy, rồi, thôi cố gắng kéo dài hết sức. Đây, thằng Zuka, bắt lẻ Zuka nhá. Bắt lẻ Zuka là kéo dài thêm vài phút này. Đấy, Zuka đâu? Team địch 3 thằng ở mid rồi nha. Mình thấy 3 thằng ở mid rồi nha. Thôi, đẩy đi. Thằng Zuka rồi, đấy, mình sẽ xên ở bùi. Mà pha này bắt Zuka nhá, nghĩ team địch các bạn nhá. Nghĩ team địch nó lại bắt đấy mình. Thôi, không sao. Cái pha này tao về bắt. Rồi, ok các bạn nhá. Toàn thì tần này nó sóng đấy các bạn. Sóng rồi đấy, hết rồi đấy, không còn gì nữa đâu. Cái pha này mảy máy mình phá là cái con lính như được. À, thằng Zuka thấp máu, từ. Cái pha thủ nhà bình tĩnh nhá. Các bạn bay đá là các bạn thua luôn này. Từ từ la lên. Rồi, thằng điêu máy hết chưa? Bay vào Zuka, giết Zuka, ngọt. Lui, không lên, đừng có lên rồi. Nó có con lính với con cá sa to kìa. Giết con lính nhá kìa đó. Đấy các bạn, khổ thế cơ chứ. Rồi, không sao, không vấn đề giết. Game này có cương lao đi thôi. Mình rất là kinh nghiệm. Nhưng trận đấu này bây giờ mình gặp thì tầm khoảng 90% là tầm 70% là win thôi. Yên tâm. Kinh nghiệm ở kia luôn. Lao chỉ mục đích duy nhất bắt lẻ thủ nha. Chờ đồng đội sánh. Khi nào đồng đội mà sánh ấy, thì chúng ta sẽ combat và vai trò của cương lao sẽ đầy quải K3 đường. Và sẽ bắt thằng chủ lực của nó. Bắt được Kali là cùng thắng. Mà bắt được Violet cùng thắng. Hoặc bắt lẻ bất kể một thằng nào. Mà bắt thằng Kali là dễ thắng nhất. Bởi vì khi bắt Kali ấy, thì team địch của thủ nha tí mình cũng công được. Đấy, nếu mà không bắt được thằng Kali là mệt đó các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đầy cáo đường nhá. Đầy cáo đường, team địch nó đang tập trung ở khu đường mid nha mình kìa. Cẩn thận kìa. Đấy, hy vọng bắt lẻ được một thằng dụ. Không biết có thằng Zuka đấy không các bạn. Thôi, ta cứ đầy cáo. Các bạn cứ không phải bình tĩnh đấy. Cứ đầy cho lao cá một đường nhá. Xong các bạn, thậm chí các bạn đây. Các bạn thấy mid cáo chưa. Này, nó không về lao đầy thằng win luôn này. Nó Zuka đi rồi, Zuka đây, solo kill luôn, bản đồ nào đây, để im đánh bản đồ ngon lành các bạn nhá. Bắt được Zuka thôi, lao đầy thằng lên đấy. Ôi, lao lên không cho nó về rồi. Lao khổ, lao chơi mình cũng cố được anh em ạ. Thôi chịp cút anh em ạ. 1v1 team địch về rồi, cái pha này không đẹp đâu. Team địch nó về pha này rồi, lao về hồi máu phát nhá. Đấy, bây giờ cái nhiệm vụ của lao đang tận dụng là cái thế sánh, thì lao sẽ phải bắt lẻ 1-1. Chứ là không giảm bay vào 2 đến 3 thằng thôi. Các bạn mà có cái tư tưởng mà bay vào 2 đến 3 thằng các bạn bốc hơi thua luôn. Đấy. Cho nên bây giờ các bạn sẽ đẩy cao quải này, đẩy quải cao 3 đường này. Đấy các bạn hãy xem là phân tích thị trận và đánh nhá. Cùng lao giải cái bài toán này nhá. Đấy, 70% thôi thì vẫn sẽ có 30% tỷ lệ thua nhá. Cho nên lao không chắc chắn 100% đâu. Đấy, cứ gò quải là các bạn phải tận dụng tối đa, đẩy quải cao lên hết cỡ. Đẩy quải cao lên cỡ thì để chờ cho team địch nó mắc lỗi thôi. Và mình phải tìm ra cái lỗi sai của team địch các bạn nhé. Team địch sẽ có một cái lineup như này. Malok, Kali, Violet sẽ kèm bất kể với một thằng Diama hoặc Zuka. 4 thằng đi đường giữa. Thì hy vọng 4 thằng team mình thủ đi. Mình sẽ đập cái thằng còn lại cho. Đây thằng Zuka lên trên kìa. Mà Zuka solo chứ chắc đã được nó các bạn nhé. Trừ khi móc nó. Từ đây. Giết Malok luôn. Ngon. Ok, ngon lành cái nào rồi. Đấy, tức ối giỏi bị cầu điểm máu anh em kìa. Thằng Zuka quá nha. Zuka nha, tí là 4 thằng nha. Bắt mán mình thì để mà nói là vẫn đang chưa làm được gì đâu. Có như 4 đánh 4 đấy, bình tĩnh thôi. Về phám quải cáo này. Đấy các bạn nha, không vội đánh nhau nha. Phải đảm bảo là cái đường lính của mình phải trên nửa bản đồ thì các bạn mới suy nghĩ đến cái việc đánh nhau. Nó ăn kinh công là thua thôi. Nó ăn kinh công là nó thua chắc chắn luôn. Đây, cái kinh công hay quá. Win rồi. Thằng Zuka kìa, mẹ sư con chiêu. Nó chết rồi đấy, chưa một thôi. Ok, ôi rồi. Cái pha này lao lỗi quá anh em ơi. Không còn mana, không trả con tự tin. Tôm sao, con 6 giây, 5 giây, ven con bùa sánh phát anh em ạ. Khá này, không có bùa sánh gì đâu. Không sao. Đấy, team mình có ca xa rồi. Khả năng sẽ có một phá combat win, khả năng đầy trù được. Có ca xa, ta thân bảo chúa thì sẽ đầy trù các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào nhá, các bạn nhìn này. Các bạn hãy nhìn cách lao vào cái phá chốt hả game trận đấu này. Đấy, từ từ thôi, đi vào bụi nó, bình tĩnh. Thậm chí được cái thằng này sói map rồi. Lao sẽ bay vào Violet máu giấy hoặc loại bỏ cái thằng nào đã khỏi giao tích. Ướt trời, cái trụ mít cái ngón lanh như này. Đấy, nó cứ có cùng thủ ở dưới làm gì. Đấy, thằng má lốc thì đi lẻ không làm được gì hết. Đấy, đẩy dưới này. Ui dồi, tím mình đâu. Ui cha ơi. Đấy, cuối quên tím mình chết hai thằng này. Bây giờ Lao phải nhìn này. Chờ tím mình đã phát tập trung combat. Một phát cuối cùng Lao win các bạn nhé. Đấy, đơn giản thôi. Mình sẽ tập trung bắt chủ lực hoặc loại bỏ bất kể một thằng nào đang có giao tranh là win. Chỉ cần các bạn nhá, khi let game full đô thôi thì các bạn hãy giao tranh đi, hãy combat tổng đi,
chứ đừng ép nha nó, đừng băng trụ nó là thua các bạn nhé. Đây các bạn nhé, team địch đang tập trung nắm thằng này đấy, cứ tập trung như vậy là lời đấy. Cái phá này mình có lời thế nấp bùi và bắt lẻ này, thằng Zuka mà ra đây một phát là mình nhảy cho này. Thôi được rồi, ra tham quả phát đẩy quả lên cái phá này rồi, team mình đang chia ra thế này thì chả làm được cái vẻo gì cả khiếp đấy. Thôi cái đẩy quả cao thôi đấy, cái team thế này chưa làm gì cả, hy vọng thôi. Đây 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 đây, Kali, ôi rồi mẹ ta Kali tỉnh tê nhỉ. Zuka may quá rồi, từ từ bình tĩnh từ từ để mình nhảy vào, mình ôm tối tím là 3-4 giáp hồi sinh thì chơi gì đấy, nhảy vào chưa ba, mình có giáp, ôi rồi cái bản thì bốc mà mình đến xì rồi, tận dụng để đẩy cái đường này. Thằng Kali đánh tỉnh quá, không đẩy được ngay anh em ạ. Thôi được rồi, cái pha này xong rồi, mất giáp hồi sinh rồi anh em ạ. Đấy các bạn thấy chưa, vừa thử một phát vừa có mát đấy các bạn, không thể nào có mát được cái nó luôn đấy. Từ từ cứ phám xong rồi đó, để chờ tím địch có cái lỗi gì không đó. Nếu mà nó mắc cái lỗi gì thì Lao sẽ tận dụng cái lỗi đấy. Đấy, bình tĩnh nha các bạn nhé. Đấy, cái lỗi này đánh này thì các bạn sẽ có mắt tầm, nhưng các bạn sẽ không phải cuốn vào tím, không phải cuốn vào tím lắm, mà các bạn sẽ vẫn hoạt động đơn lập. Và khi nào các bạn phản đoán giao tranh chuẩn bị xảy ra thì các bạn sẽ phải có mặt, hoặc là bọc hầu, hoặc là bắt. Rồi thằng bắt mán kìa, bắt biết bắt được cái anh kìa. Đấy, mình vẫn tiếp tục đẩy cáo đường các bạn nhé, để lấy cái thế chủ động lính cho tím này. Rồi tím mình đã tập trung 3 mít này, bắt mán 3-3 rồi. Thằng nào trên này không, trên này là mình bắt lẻ này. Nếu mà thằng nào trên này bên mới bắt lẻ rồi, không có đường trên này á. À, ở dưới ba thằng kia bay luôn cái pha này vào đây anh em. Kali trụ không được anh em thấy chưa, chả cái thằng Kali nó thủ nhà ác thật đấy. Chưa được, tím mình bắt mán chết rồi đấy. Bây giờ bắt buộc mình phải chờ thằng Kali hoặc thằng Violet nó đi lẻ, mình mới thể làm được cái việc gì. Thôi nếu mà chưa có thể bắt được thì mình vẫn cứ xề ở đấy, hy vọng gặp thằng Kali này, hoặc bắt bất kể thằng đây Kali anh em ấy. Zuka không được, bắt Zuka trước đi. Đây từ đây rồi, ngon lành, bắt Zuka ngon đấy. Rồi ngon chưa nhưng mà cũng chưa đầy được anh em ạ. Lại con thằng Kali, cái bài toàn được nó dài đó, bắt thằng Kali cái hồi này mà mình bay vào Kali cũng giết được nó anh em ạ. Thôi quải cá ba đường đi, cá xá cuối cùng là win đấy. Ok các bạn nhé. Đây là một trận đấu của nó sai, một trận đấu dài hơi và mình nghỉ. Đấy sẽ là một trận đấu rất hay để cho tất cả các bạn xem. Đây một siêu phẩm, thực sự là một cực phẩm các bạn nhá. Bắt được thằng Dio Ma đi. Rồi Ma Lốc này, các bạn này nhìn Kali này, mình chưa giảm ba vội nữa. Đây, bắt Kali luôn. Nó chết phải lao đây. Chết rồi, bắt Kali là win. Xong. Ok. Rồi có thằng Violet. Win ơi, win. Đánh kiểu gì win? Bây giờ đánh cái kiểu gì win? Violet bắt hồi sinh này. Từ cho nó lướt đi, chạy đi đâu? Bảo mua đồ à? À mua đồ bán đồ nhanh à. Rồi win các bạn nhá. Rồi clip đến đây kết thúc rồi, và xin chúc các bạn xem clip thật vui vẻ, và tất cả bạn em mài yêu, bye bye.